gia chủ ký gửi bên em một cái miếng đất anh chị, với ngang diện tích anh chị là 4,5 m nha, chiều sâu là 30 à, nằm đường xe ô tô xe tải mà lưu thông luôn nha anh chị, nằm vị trí là hướng tắc nha, thổ cư anh chị là 100% luôn chị ha. Đó, nên mình mua về cái miếng đất này á, thì các nhà thoải mái anh chị ha. Đó, đã có thổ cư sẵn rồi. Địa chỉ cái miếng đất của mình á, là ở ấp Mỹ Thạnh, xã Sông Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đây là ủy ban xã Sông Thận, nhà văn hóa ấp Mỹ Thạnh nha. Cách đất mình chỉ có là 100 m thôi, rất là gần anh chị ha. Cái đường nhựa đứng đây là kêu bằng đường nhựa lậu me nha anh chị. Mình đi thẳng đường này nè, là khoảng là 1 cây số là sẽ đụng tới đường huyện lộ 35. Ra đó bên trái là ngay chỗ mà chợ đầu mối TK Vĩnh Kim. Ở đó có nhiều tiện ích như là ngân hàng, trường học, ủy ban và nhiều tiện ích khác nha. Từ cái đất mình đã ra tới chợ luôn á là khoảng là 2 cây số anh chị ha. Còn đây về quốc lộ 1A là 6 km nha anh chị. Còn đi thẳng ra đường huyện 35 về phải là về thành phố Mỹ Tho, thẳng một đường thôi là tới chị ha. Cách thành phố Mỹ Tho là 8 km nha. Còn cái hướng ngược lại đường nhựa này thì là mình đi khoảng là 100 m là sẽ đụng tới đường tỉnh lộ 876 rồi. Đó, đây ra về phải cũng ra chợ đầu mối cây Chính Kim cũng được luôn. Đó, có nhiều đường đi lắm chị ha. Còn ra tỉnh lộ 876 về trái là về hướng tỉnh lộ 864 nè, về khu công nghiệp nè, là khoảng là chạy xe khoảng 7 phút là tới chị ha. Bây giờ đây mình có miếng đất nhỏ nhỏ, mình xây nhà ở, có thổ cư sẵn, mình rất yên tâm, có sổ riêng rồi chị ha. Mình có thương lượng được cái giá thì mình có thể công chứng trong ngày luôn, đỡ mất thời gian chị ở xa hay là công việc bận rộn nha. Nó dành cho gia đình mình có xe ô tô nha, tại cái đường trước đất mình là đường tan là 3,5 m nha. Có tên đường luôn, đường Tống Văn Lộc anh chị ha, cho xe 3,5 tấn mình lưu thông luôn. Đó, về đây mình đi ra khu công nghiệp làm á, anh chị thấy rồi đó, rất là gần. Đó, buổi sáng mình đi làm chạy xíu rồi tới chị ha. Đây mình quẹo vô cái đường này nè anh chị, hai cái đường to đùng luôn chị thấy không, thẳng một đường á chị, đúng 100 m đây là tới đất này, đất mình nằm tay phải luôn, đất mình đã có hàng rào ranh giới hết rồi. À, hiện tại thì chủ định cất nhà ở nhưng mà giờ làm ăn hơi khó khăn quá anh chị ơi, kẹt tiền. À, coi trên YouTube của em khi gửi bán gách anh chị ha, giá chỉ có 450 triệu thôi, xin lỗi, 490 triệu thôi. À, giá này thì gặp chính chủ thương lượng luôn anh chị ha. À, mình mua đất mua nhà có thổ cư sẵn là mình cũng rất yên tâm anh chị, có sổ riêng luôn. Rồi để em lại đây xe máy em chạy từ từ vô để mình tham quan đường xá và hàng xóm nha anh chị. Bên tay phải mình đây có cái trường tiểu học anh chị ha, nhưng mà giờ đã chuyển qua trường mới rồi. Đó, giờ trường này bỏ anh chị ha, xưa đây trường đó rất lâu năm rồi. Cái đường này mình thẳng về thành phố Mỹ Tho cũng được anh chị, là về khu công nghiệp Bình Đức cũng được anh chị ha. Đó, này là đi đường trong, còn đi đường ngoài là đi đường tỉnh lộ 864, tỉnh lộ 76 anh chị ha. Rồi đã tới anh chị không, kế bên luôn nhà văn hóa luôn, để em chỉ ranh giới cho mình nắm ha. Diện tích mình cũng nhỏ thôi, không có lớn chị, được cái là dân cư này thông thương, xe ô tô xe tải mình chạy rất là thoải mái nè. Nhiều lúc mình cất cái nhà đây mình không có xe ô tô, nhiều lúc bạn bè mình ở Sài Gòn á, thì mình có thể về thăm mình á, mình về tới vị trí căn nhà mình ở luôn nè, rất là tiện nữa. Còn mình làm ăn kinh tế ổn định thì chỉ có thể mua xe ô tô đậu ở trước sân mình luôn, rất là tiện. Diện tích thì cũng vừa phải cho cô chú anh chị thôi chứ không có lớn nha. Ở đây có đèn đường luôn chị không, điện nước cáp wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây là xài nước ngọt là quanh năm, không có mặn cũng không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú cũng rất yên tâm đó ha. Rồi đất mình đây chị ha, có cái cổng, hai bên có hàng rào, phía sau cũng có hàng rào ranh giới hết rồi. Ở đây mình có một cái dừa thôi, dừa màu rất là nổi luôn chị, màu vàng anh chị ha, rất là nổi luôn. Đó, kế bên mình có căn nhà đang làm anh chị ha.
từ cái ganh bên trái này chị ha, có con gào đây nè, đó, qua bên tay phải mình đó, có 4,5 m thôi. Cái đường nãy mình chạy vô nè chị, đó, cách nhà con há qua đường Dừa Lô Me có 100 m anh chị ha, rất là gần luôn. Rồi em xin mời chị nha, em sẽ đi vô bên trong đất mình thông quan ha. Đây, đối diện đất mình đây, nhà cửa rất là sung túc ha. Cái nền này mình đã có sẵn anh chị, chỗ đã bơm cát là một phần rồi nè, lúc trước đất hơi thấp đó, định cất nhà nhưng mà giờ không có cất nữa, rồi kẹt tiền giờ gửi mình em bán luôn đó. Nếu mình quan tâm cái miếng đất nằm ở đường đan 3,5 m nè, thì mình có thể kết bạn Zalo em sẽ có sổ thông tin định vị cho mình xem trước ha, rồi mình về gặp trực tiếp chủ luôn để mình công chứng trong ngày nha anh chị. Đất khá là đẹp anh chị ơi, diện tích này nhỏ thôi không có lớn nha anh chị ha. Phía sau gia chủ đây xây nhà thục tuốt tông anh chị ha, nó là cái sân rất là rộng luôn. Về mình thục vô xíu anh chị, cái nhà tại đất nó dài nên người ta cắt thục tuốt của tông chị ha. Cái đường mình có lộ giới là 6 m anh chị ha, đường mình công cộng nên có lộ giới nha anh chị, không có một cái ao hồ nào hết chị ơi. Đất bằng thẳng rất đẹp. Phía sau có con gèo. Đây thì hẹt sớm kế bên chị ha, đây thẳng phía sau, tại đây là gỡ cái qua đây tại gia chủ chưa cất nhà chị nên để chưa kéo lưới chị ha. Để đây có trồng một số kiển, một số cái mồng gà tết anh chị ha. Đây là ranh giới cuối cùng của miếng đất của mình chị ha. Đây chiều sâu ở bên tay trái anh chị, ngay trụ bê tông nè, còn đây là chiều sâu bên tay phải chị ha, chấp chặt cái nhà đang làm. Rồi nó quay lên lại mình xem nha. Đây một miếng đất thì cũng vừa phải thôi chứ không có lớn, nhưng mà được cái là mình ở đường công cộng, đường đan 3,5 m rất là rộng rãi thông thoáng luôn ha. Về cắt cái nhà thì phía sau mình còn đất cũng 4,5 m anh chị ha, nếu mà cắt cái nhà dài anh chị là dài 30 m à. Cáp canh bên tay phải mình có cái màu, cái màu đất nhà vườn kế bên cáp canh thôi anh chị ha, trong đất mình không có ráp ganh thôi. Rồi đến em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở xã Sông Thần, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 490 triệu nha, sở hữu một miếng đất diện tích vừa phải thôi là 4,5 m, chiều sâu bập 30, thổ cư thì 100%. Thì đường trước đất mình anh chị biết rồi, đường là 3,5 m nha. Đường Tống Văn Lộc anh chị ha, có tên đường luôn. Dân cư thì rất là đông đúc anh chị ha. Mình mua thì có sổ sẵn thì rất yên tâm, đỡ tốn thời gian mình ha đi tới lui ha. Nhiều lúc mình mua cái thửa lớn quá thì mình phải cắt thửa đo đạc thời gian rất là lâu anh chị ha. Này là mình về công chứng liền luôn, có sổ sẵn nằm ở nhà luôn chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ, và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.